rất tươi đẹp, một đoàn du khách đây nữa. Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2023. Em Việt Châu Viên đang ở ngã ba Đồng Xuân và Cầu Đông. Chiều hôm nay em Việt Châu Viên mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Châu Viên đi một vòng trên phố chợ Cầu Đông, bên hông chợ Đồng Xuân. Bây giờ là 17 giờ này, các quầy kinh doanh buôn bán ở chợ Đồng Xuân cũng đã đóng cửa rồi. Chiều hôm nay em Việt Châu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Châu Việt đi một vòng từ phố chợ Cầu Đông qua tới Hồ Gươm. Mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Châu Việt đi một vòng qua phố ăn chơi đêm Tạ Hiện Lương Ngọc Quyền. Các cô các chị bán hoa quả vẫn còn phục vụ người dân thủ đô Hà Nội, quý vị và các bạn. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt Châu Việt, hãy tặng em Việt Châu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt Châu Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba Nguyễn Thiện Thuật và phố Cầu Đông, một buổi chiều rất nhộn nhịp. Ngay góc ngã ba này có một anh bán thịt bò đang là nhanh tay thái những cân thịt bò. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 30 độ C, thỉnh thoảng có một chút gió quý vị và các bạn. Để chiều rất nhộn nhịp. Những hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật. Đêm vừa rồi thủ đô Hà Nội mưa suốt, mưa to, nhưng mà bây giờ thời tiết vẫn oi quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã ba phố Nguyễn Thiện Thuật và phố chợ Thanh Hà. Cảnh chiều rất nhộn nhịp trên phố chợ Thanh Hà. Vâng, trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Nguyễn Thiện Thuật và phố Hàng Chiếu. Thời tiết nhất là bầu trời thủ đô Hà Nội bây giờ rất âm u, cảm giác sắp có mưa. Hình
hành trên tuyến phố Hàng Chiếu. Vâng, em Việt, Châu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Dày rồi. Tuyến phố Hàng Dày chuyên kinh doanh buôn bán bánh kẹo. Rất nhộn nhịp. So với các tuần trước, em Việt, Châu Việt thấy kinh doanh buôn bán trên phố cổ có vẻ tốt hơn. Các du khách đang rảo bước tham quan phố cổ Hà Nội. Cũng đã kê bàn ghế ra để phục vụ du khách vào buổi tối rồi. Em Việt, Châu Việt đang ở ngã tư Hàng Buồm, Hàng Dày. Những hình ảnh rất nhộn nhịp trên tuyến phố Hàng Buồm. Khách cũng đang chọn cho mình những chiếc vani mang thương hiệu Việt Nam, quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba ngõ Nội Miếu, Hàng Dày và tuyến phố Lương Ngọc Quyến rồi. Ngã ba cũng là một ngã ba rất nhộn nhịp. Những hình ảnh trên tuyến phố Lương Ngọc Quyên. Việt, Châu Việt đang ở trên tuyến phố Lương Ngọc Quyến rồi. Các cửa hàng ở đây, cửa hàng này thu hút rất đông các du khách nước ngoài, quý vị và các bạn. Rất tươi đẹp, một đoàn du khách đây nữa. Các du khách đang thưởng thức những món ngon của Hà Nội.
Vâng, trước màn hình là ngã tư Tạ Hiện, Lưu Ngọc Quyến rồi, quý vị và các bạn. Lâu rồi em Việt, cháu Việt bận quá không gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh trên tuyến phố Tạ Hiện, Lưu Ngọc Quyến. Những hình ảnh rất đẹp, các du khách cũng đang thưởng thức những cốc bia rồi. Không khí chuẩn bị cho buổi tối trên tuyến phố ăn chơi đêm Tạ Hiện, Lưu Ngọc Quyến cũng đã bắt đầu rồi. Rất nhộn nhịp. Cảnh chiều thứ bảy trên phố cổ rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Các cửa hàng bắt đầu kê bàn ghế ra phục vụ du khách rồi. Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư Hàng Bạc. Tạ Hiện và bên kia là phố Đinh Liệt, quý vị và các bạn. Cảnh chiều rất nhộn nhịp du khách đúng không ạ? Những hình ảnh trên tuyến phố Tạ Hiện. Đúng là phố cổ quý vị và các bạn, những hình ảnh rất nhộn nhịp. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán cũng bội thu. Vâng, trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư phố Gia Ngư và Đinh Liệt. Cảnh chiều trên tuyến phố Gia Ngư. Đoạn này trên tuyến phố Đinh Liệt rất nhộn nhịp quý vị và các bạn, thu hút rất đông các du khách đang chọn cho mình những món đồ về làm kỷ niệm quý vị và các bạn, nên quý vị và các bạn thấy rất nhộn nhịp. Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở ngã ba Cầu Gỗ và Đinh Liệt.
Và tối hôm nay thì trên tuyến phố chợ đêm cũng như là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng có sự kiện quý vị và các bạn. Nhưng clip này em Việt Cháu Việt sẽ gửi tới quý vị và các bạn vào sáng chủ nhật. Ra tới phố Cầu Gỗ rất nhộn nhịp. Chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Châu Việt.